Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cơ hội sống nào cho Hồ Duy Hải. Theo giới quan sát, sau phán quyết được Hội đồng xét xử, Giám đốc thẩm thuộc Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam đưa ra vào hôm 8 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội, cơ hội sống của bị cáo tử tù Hồ Duy Hải đã hẹp lại rất nhiều. Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có hiệu lực ngay ngày 8 tháng 5, tức là bản án tử hình của Hồ Duy Hải, 35 tuổi, ngụ tại Long An, có hiệu lực ngay. Theo tố tụng, đây là phán quyết cuối cùng nhưng không có nghĩa là vụ án kết thúc, nếu gia đình bị án tiếp tục kêu oan. Đây là hình ảnh sơ đồ mối quan hệ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chức vụ khác. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, Bộ luật tố tụng hình sự có dự liệu điều 404 quy định trường hợp cần phải xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Thẩm quyền như sau: Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Theo đó, với các vụ án này, tôi tin là những cơ quan có thẩm quyền vừa nêu cần kích hoạt điều 404 để yêu cầu Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định của mình. Truyền thông trong nước cho biết, sau phiên giám đốc thẩm, gia đình của Hồ Duy Hải đã gửi đơn kêu cứu tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đề nghị xem xét lại toàn bộ các tình tiết trong vụ án. Cụ thể, gia đình đã gửi đơn kêu cứu tới bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan báo chí. Trong đơn kêu cứu, gia đình cho biết, trong phiên giám đốc thẩm vào ngày 6 đến 8 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân đã bác bỏ quyết định kháng nghị, giữ nguyên các bản án trước đó. Bởi vậy, gia đình đã làm đơn gửi tới các cấp thẩm quyền để xem xét lại phán quyết của phiên giám đốc thẩm, xem xét lại các tình tiết quan trọng của vụ án. Luật sư, phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển bày tỏ quan điểm của mình như sau: Nếu mà được khuyên gia đình thanh niên Hồ Duy Hải thì tôi nghĩ rằng phải kêu cứu đến Quốc hội, đến Ủy ban Tư pháp. Nhưng mà hy vọng khả năng Ủy ban này có thể can thiệp được về mặt tố tụng hay về mặt luật pháp thì tôi nghĩ là rất khó. Đây là hình ảnh Hội đồng thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao tuyên án vụ Hồ Duy Hải, phóng viên được theo dõi qua màn hình lớn. Ông Giao giải thích thêm như sau: Bởi vì Việt Nam vẫn khẳng định nguyên tắc là tư pháp độc lập và đây là Tòa án tối cao rồi, vậy thì Ủy ban Tư pháp đó có đủ thẩm quyền để mà có quyền can thiệp vào một cách nào đó được hay không là một câu hỏi được đặt ra. Luật sư Đinh Hùng Hà Mạnh, người gần đây cho biết đã có dịp tới Long An, ở địa phương để xảy ra vụ án, thì cho rằng tôi có một ý kiến là cần có một ủy ban độc lập và khách quan để đánh giá lại vai trò. Ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã mặc đủ ba màu áo trong toàn bộ giai đoạn tố tụng, vì thế vai trò cũng không khách quan. Luật sư Hạnh nói tiếp như sau: Và nếu bây giờ quyết định của vụ việc này bây giờ lại được Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam xem xét lại, và chính Hội đồng xét xử, hội đồng gồm 17 thẩm phán này lại là người đánh giá lại quyết định của chính họ, thì sẽ là không khách quan. Vì thế, cần nhiều hơn nữa các bên giám sát độc lập và tiếng nói độc lập, cũng như là đánh giá lại tình trạng của Hồ Duy Hải và những tình trạng giam giữ của các tử tù nói chung. Và cao hơn nữa là việc xem xét lại có nên tồn tại án tử hình tại Việt Nam hay không, bởi vì còn rất là nhiều việc oan sai khác. Ông Giao cho rằng, theo tôi, kênh duy nhất mà có thể can thiệp được chỉ còn nằm ở tay quyền sinh quyền sát, đó nằm trong tay của Chủ tịch nước. Thì dưới hình thức là đặc xá, đại xá thì có thể gỡ được án tử hình thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước trước các đại biểu Quốc hội vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ông Giao cũng phân tích về thế khó của việc xin ân xá và rằng tất nhiên ở đây nó có một mâu thuẫn là nếu như xin ân xá thì rõ ràng hóa ra là phía công đường người ta khẳng định là người ta đúng. Cho nên anh phải chấp thuận bản án này và anh xin ân xá thì Chủ tịch nước xem xét có được ân xá hay không. Còn về phía công đường, tòa án thì rõ ràng bằng hành động này người ta khẳng định rằng người ta hoàn toàn đúng và không ai phải chịu trách nhiệm cả. Và cái đó phải chăng là gỡ được vấn đề trách nhiệm cho những người mà trong suốt quá trình tố tụng ở Long An, rồi sơ thẩm, rồi phúc thẩm thì gỡ được trách nhiệm của nhiều cá nhân và những cá nhân đó hiện nay đang giữ những chức vụ cao cấp. Bình luận về khả năng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ân giảm tử hình cho Hồ Duy Hải, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nêu quan điểm của mình như sau: Theo quan điểm của tôi là rất khó, mà ông Nguyễn Phú Trọng lại có một quyết định nhân đạo ở đây, bởi vì chúng ta đã biết từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm chủ tịch nước, ông chưa có một đợt đặc xá nào cho các tù nhân ở Việt Nam. Mà chúng ta đã biết rằng trong thời gian chủ tịch nước trước như ông Nguyễn Minh Triết hay ông Trương Tấn Sang, thường là một năm có 2 lần đặc xá vào dịp Tết Nguyên đán hay cũng như là vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhưng mà từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng lên hoàn toàn không có cái này. Cho nên tôi cũng không hy vọng rằng là ông Trọng sẽ có một quyết định để miễn hình phạt tử hình cho Hồ Duy Hải nếu như anh ta hoặc gia đình anh hoặc luật sư hay bất cứ ai có đơn hoặc kiến nghị gửi lên Chủ tịch nước. Để phỏng đoán quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi tử hình Hồ Duy Hải có đơn tử tù Hồ Duy Hải có đơn xin ân xá, tiến sĩ Vũ Minh Khương từ Singapore đã giải một bài toán với 2 trường hợp để so sánh như sau. Đây là hình ảnh giám thị tại trại giam Thủ Đức công bố quyết định đặc xá vào năm 2016 của Chủ tịch nước. Vì không có đủ thông tin, ta giả định 99% Hồ Duy Hải là phạm tội và 1% là oan sai. Nghĩa là Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có lý khi đưa ra phán quyết của họ, nhưng đặt ra bài toán cực khó cho Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải đúng là phạm tội thì ông được điểm 10 vì ông đã làm đúng chức năng của mình một cách quyết đoán. Thế nhưng nếu 10-20 năm sau người ta tìm ra là Hồ Duy Hải không phạm tội thì ông ta sẽ bị một tì vết và hàng trăm năm sau mọi người sẽ day dứt không quên. Nếu tình huống này xảy ra, ông sẽ được điểm là âm 10.000. Như vậy, về toán học, hiệu quả tổng thể của quyết định bác ân xá sẽ là 99% nhân 10 điểm cộng 1% nhân âm 10 điểm thì bằng âm 90,1 điểm. Trong khi đó, nếu ông quyết định ân xá Hồ Duy Hải xuống mức chung thân để tử tù còn sống nếu được minh oan, ta có thể giả thiết điểm công vụ của ông là 0 nếu Hồ Duy Hải thực sự có tội. Thế nhưng, điểm của ông ta sẽ là 10.000 nếu 10 đến 20 năm sau Hồ Duy Hải được minh oan. Do vậy, hiệu quả tổng thể của quyết định ân xá là 99% nhân 0 điểm cộng 1% nhân 10.000 bằng 100 điểm. So sánh các hiệu quả mang lại của 2 sự lựa chọn, ta thấy ta có thể phỏng đoán được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ ân xá cho tử tù Hồ Duy Hải và nhắc nhở hệ thống tiếp tục tìm kiếm chứng cứ để có kết luận được nhân dân tâm phục khẩu phục. Bên cạnh đó, tác giả Phạm Nhân có một bức thư ngỏ gửi đến gia đình của Hồ Duy Hải thể hiện quan điểm cự tuyệt với việc xin ân xá. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, đã khóc ngất trước cổng tòa án khi nghe tin về phán quyết phiên xét xử giám đốc thẩm. Tác giả viết như sau: nếu tôi là chị thì tôi không xin ân xá. Nếu Chủ tịch nước có tự ban ân xá cho Hải thì cũng không nhận, bởi vì nếu xin hoặc nhận ân xá là đồng nghĩa với việc Hồ Duy Hải phạm tội giết người và cướp tài sản. Tôi chỉ xin hoặc nhận ân xá nếu Hồ Duy Hải là thủ phạm. Chỉ có 2 lựa chọn, hoặc trắng án hoặc tử hình. Nếu không trắng án thì chọn tử hình là để bảo vệ thanh danh và lẽ phải. Đây là một quyết định nghe tàn nhẫn nhưng nên làm. Chị là một người mẹ kiên cường mà tôi từng thấy trong đời. Một mình, thân cô thế cô, chữ nghĩa ít, không quyền lực, ít tiền bạc, không mưu lược, bền bỉ, không mệt mỏi chống chọi với cả một bầy sói độc ác nhất nhì hành tinh. Xin chị đừng bảo tôi ngoa ngôn. Mức độ độc ác, lươn lẹo, ma giáo, nham hiểm, tham lam, tàn bạo, vô sỉ của công an và tòa án Việt Nam có lẽ chỉ thua Trung Quốc. Một cọng tóc, một dòng máu, một mảnh da của hung thủ để lại tại hiện trường đem thử ADN, DNA thì kết quả gần như chắc chắn. Thêm vào những dấu vết vân tay khó ai mà cãi nổi. Thế nhưng họ không làm. Họ đi mua dao thớt, họ bảo để nhận dạng. Chỉ có một cái thớt thì nhận dạng cái nào? Hơn nữa, nhận dạng không phải là tăng chứng. Giám đốc thẩm tòa án tối cao bảo nhân chứng thấy có người ngồi trong bưu điện, tóc rẽ đôi. Hải có mái tóc rẽ đôi nên trở thành nghi phạm. Ông Đỗ Mười cũng có mái tóc rẽ đôi. Tóc Kim Jong-un cũng na ná hao hao. Tất cả những điều này các luật sư đã nói rồi. Tôi nhắc lại để chị hiểu, họ quyết tâm giết Hải, dùng Hải vào những ván cờ chính trị. Đây là cuộc chiến pháp lý đẫm máu giữa công lý và phi lý. Đây cũng là một cuộc chiến đạo đức giữa cái thiện và cái ác. Đã chiến tranh thì có hy sinh. Đấng tạo hóa đã chọn cho gia đình chị là người ở tuyến đầu. Hãy chấp nhận, đón lấy sứ mạng của lịch sử giao phó, hoặc chết hoặc vô tội. Không xin cũng không nhận ân xá. Bên cạnh đó, nhà hoạt động dân sự, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Vinh thì có quan điểm hơi khác tác giả ở trên. Đây là hình ảnh người tù oan Nguyễn Thanh Chấn được bồi thường và xin lỗi sau 10 năm ngồi tù mang án chung thân vì tội giết người. Ông viết như sau: gia đình, người thân của Hải và công luận, những người có cương vị như đại biểu Quốc hội chẳng hạn, cần tiếp tục lên tiếng với Quốc hội, với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để có những biện pháp can thiệp theo luật của nhà nước và cả của Đảng. Thậm chí đằng sau câu chuyện, nếu như còn có cả những toan tính chính trị thì cũng cần khai thác theo cách nào đó để giành lại công lý. Tuy nhiên, cuối cùng, khi hết hy vọng vẫn nên cứu mạng Hải bằng cách xin ân xá. Ít ra cũng lấy trường hợp của ông Nguyễn Thanh Chấn làm ví dụ. Biết đâu đó một ngày kẻ thủ ác không phải là Hải thực sự bị lộ diện. Sau khi Hải đã bị thi hành án thì còn gì đau đớn hơn. Tất cả những nỗ lực của gia đình Hải và công luận chắc chắn phải đánh động tất cả những con tim dù cháy đá nhất. Trong vụ ông Chấn, đó chính là kẻ thủ ác, một trường hợp quá hiếm hoi. Với những người dân lành thấp cổ bé họng đấu tranh cho quyền lợi của mình và người thân, khó có thể đòi hỏi họ phải hy sinh quá lớn cho công lý, cho sự nghiệp chung của xã hội. Và còn nhiều những điều có thể xảy ra, ví dụ nếu Hải được ân xá thành trung thân thì nói chung sẽ phải chịu hình thụ án khoảng 20 năm. Trong khi còn sống, nhất là sau này Hải ra tù, không thể không có hy vọng chính anh ta sẽ góp phần làm rõ sự thật. Cuộc đấu tranh cho tự do, công lý trên đất nước này sẽ còn dài, lâu lắm. Xin nhắc lại, ông Nguyễn Thanh Chấn là trường hợp bị bức cung nhục hình, buộc phải nhận tội giết người, bị kết án trung thân. Nhờ có tình tiết giảm nhẹ, ông đã thoát được án tử hình. Ông đã kêu oan ở cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nhưng hội đồng xét xử chỉ căn cứ vào lời khai ban đầu mà tuyên án, cho đến khi tìm ra được manh mối kẻ giết người là Lý Nguyễn Trung và Trung ra đầu thú thì ông Chấn mới được trả tự do sau 10 năm ngồi tù oan. Và vụ án Hồ Duy Hải vẫn còn những hy vọng dù ít ỏi. Một số đại biểu Quốc hội đã phản ứng như tiến sĩ luật đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân viết trên trang Facebook ngay khi phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định như sau: việc thực hiện ngay một cuộc giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động xét xử trong vụ án này là rất cần thiết. Tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy công việc ấy. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 9 tháng 5 lên tiếng nghi ngờ về tính độc lập xét xử của Hội đồng Thẩm phán trong phiên giám đốc thẩm vào hôm 8 tháng 5. Đối với Hồ Duy Hải, bác sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ y khoa, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cũng lên tiếng. Giới xã hội dân sự cũng đã vào cuộc với tuyên bố yêu cầu làm rõ sự thật về vụ án Hồ Duy Hải đang ngày càng thu hút nhiều tổ chức và các cá nhân trên khắp toàn cầu tham gia ký tuyên bố. Và một chiến dịch truy tìm nghi can Nguyễn Văn Nghị cũng được cư dân mạng phát động rầm rộ. Giáo sư Chu Hảo đã lên tiếng kêu gọi hãy cứu Hồ Duy Hải. Quá quắt lắm rồi, không thể chịu đựng được nữa rồi, hãy lên tiếng, đừng sợ. Và ông khẳng định tiếp, nếu bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải được thực thi như ý nguyện của 17 quan tòa giám đốc thẩm vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, thì chính họ là những tên đao phủ và nền công lý này về thực chất đã phản bội lại nhân dân. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020 với bản tin Cơ hội sống nào cho Hồ Duy Hải. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de